Xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của Cố Soạn Giải, nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, lớp chế độ được mang tên Tâm Sự Mai Đình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời âu thơ. Oh.
đình. Em đang hờn giận anh có phải không? Phải mà anh đã tệ bạc với em suốt một đời con gái. Cái tên mà em đã đem vào hồn chính